Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và tiếp tục với chiếc xe gầm cao 5 chỗ đô thị, em có một chiếc xe Peugeot 3008, sản xuất năm 2018. Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Với chiếc xe này, anh chị và các bạn có thể thấy qua thì nó với kiểu dáng cũng rất là nổi bật, cũng như các tính năng an toàn bên trong của chiếc xe thì nó trang bị rất là nhiều so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Ở phần đầu xe thì nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi cùng với những các chi tiết như là đèn sương mù, đấy, những con mắt cảm biến phía trước, phía sau, những phần nẹp mạ, rồi là mâm trang bị mâm đa chấu hợp kim, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Kính của chiếc xe thì đã được dán kính cách nhiệt và kính màu rồi. Anh chị và các bạn là mua về sẽ không phải trang bị thêm gì nữa mà mình chỉ được sử dụng thôi. Xe đang có mặt tại cửa hàng ô tô Chất. Địa chỉ đơn vị là 91 Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Đơn vị bán xe ra thì có cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Xe không bị đâm pha, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc. Có hỗ trợ ngân hàng cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chiếc Peugeot này. Đây là những đường nét tổng quan của chiếc xe, hiện trạng của chiếc xe nó như thế nào, em quay nguyên như vậy giúp anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát nhất về chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Với mong muốn của em là mang đến cho anh chị và các bạn những cái thông tin hữu ích cũng như là đầy đủ cái thông tin về sản phẩm, giúp anh chị và các bạn có thể đưa ra cái lựa chọn cân đối mà khi đến xem xe mình sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để mà xem lại chi tiết về chiếc xe mà mình lên mang vào hãng, hãy qua một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng nữa để mình có thể là check chéo đảm bảo an tâm, tránh được những cái rủi ro không mong muốn như xe tai nạn, ngập nước, để anh chị và bạn có thể yên tâm sử dụng cho chiếc xe về sau này. Với những tính năng an toàn trên mẫu xe này thì nó trang bị rất nhiều cho anh chị và các bạn như hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử và hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống chống trơn trượt, có hỗ trợ xuống dốc và khởi hành ngang dốc, tự động khóa cửa khi vận hành cũng như là tự động mở khi có tai nạn. Đấy là những cái tính năng an toàn nổi bật ở trên chiếc xe. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan chi tiết về không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe. Với những chi tiết của nó thì vẫn giữ được độ đẹp từ những cái phần táp ly cánh cửa, phím bấm chức năng và hệ thống giải trí ở bên cạnh phần cánh cửa này. Đây là những phần con ốc bản lề, anh chị và các bạn có thể tham quan và đánh giá cùng em. Trong quá trình em quay mà anh chị và các bạn đang thắc mắc vấn đề nào thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn, giúp anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát nhất về chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Chất lượng ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai thì nó vẫn giữ được độ đẹp do hàng ghế thứ hai là ít sử dụng. Hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh, cửa gió điều hòa trung tâm chính giữa. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi ngắm qua về không gian khoang lái của chiếc xe, để anh chị và các bạn có thể thấy được về chất lượng chủ xe giữ như nào. Đầu tiên từ những phần keo chỉ này, để những cái phần táp ly, phím bấm chức năng để anh chị và các bạn có thể tham quan. Với nội thất của chiếc xe nó sử dụng là hệ thống ghế da, cùng với đó thì ghế lái và hàng ghế trước được chỉnh điện. Hệ thống màn hình của chiếc xe trang bị là màn hình cảm ứng 8 inch kết nối Apple CarPlay, Wi-Fi, rồi USB AUX, Bluetooth, điều hòa tự động 2 vùng. Có cửa gió hàng ghế thứ hai và đây là những chi tiết tổng quan. Anh chị và các bạn có thể tham quan những phần chỗ để cốc này, phanh tay điện tử, các chế độ đường này, rồi các phím bấm được thiết kế giống như là một chiếc piano. Và đây là những cái về những cái chi tiết về hệ thống vô lăng đã được bọc vô lăng để anh chị và các bạn cầm nó sẽ cảm giác dễ chịu hơn. Phía sau nó có cái màn hình điển hiển thị thông tin điện tử, giúp anh chị và các bạn có thể theo dõi những cái thông tin rất là rõ nét. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có cảnh báo vượt trên gương. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi ngắm qua về hệ thống máy móc của chiếc xe, để anh chị và các bạn có thể có nhìn sơ qua về chiếc xe của em đã giới thiệu.
Khi anh chị và các bạn xong xem qua và cảm thấy ok thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Ta cùng trao đổi thỏa thuận lại về mức giá. Với chiếc Pozo 3008 sản xuất là 2012. À xin lỗi chị các bạn, là 2018. Hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 750 triệu. Giá này thì vẫn còn thỏa thuận và thương lượng khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình. Hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Hỗ trợ giao xe toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.